Thật hư, vừa bị ép nộp 50 triệu đồng vì gửi ảnh bữa ăn thiếu chất của trẻ tự kỷ cho phụ huynh. Hôm nay ngày 25 tháng 1, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ lãnh đạo một trung tâm dạy trẻ đặc biệt bị tố cáo ép một nhân viên phải nộp 50 triệu đồng vì người này đã gửi hình ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không bảo đảm chất lượng của trung tâm cho phụ huynh. Trước đó, trên mạng xã hội, lan truyền bài viết tố cáo một trung tâm dạy trẻ đặc biệt đã yêu cầu một nhân viên phải nộp 50 triệu đồng vì người này đã gửi hình ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ, không bảo đảm chất lượng của trung tâm cho phụ huynh. Tác giả bài viết cho biết mình tên là Vũ Thị S, sinh năm 1978, bị chất độc da cam do di truyền từ bố là thương binh. Bà S đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động tự kỷ, trẻ bị bệnh đau, chậm phát triển. Bà S cho biết bà mong muốn một công việc ổn định, một nơi làm việc lâu dài, nhưng khi được điều chuyển đến cơ sở Lưu Phái, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì để hỗ trợ do thiếu nhân viên, chứng kiến những bữa ăn của các cháu ở đây, bà thấy thương cho các cháu, trong khi hàng tháng gia đình các cháu phải đóng gần 6 triệu đồng. Theo bà S, các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ, vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá, chất dinh dưỡng, cơm, phở trộn với đậu phụ và trứng kèm với một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu. Đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói. Chính vì thế, tôi đã lén chụp trộm lại hình ảnh bữa ăn của ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết, với mong muốn trung tâm sẽ rút kinh nghiệm mà cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu, bà F phản ánh. Tuy nhiên, hình ảnh bữa ăn được gửi tới phụ huynh đã bị bà Bùi Thị Đê, giám đốc trung tâm Giang Sơn phát hiện. Sau đó, bà Đinh cùng bà Đặng Thị Ngờ, quản lý trung tâm Giang Sơn, đã gọi bà S lên văn phòng để đe dọa về việc bà S gửi hình ảnh bữa ăn cho phụ huynh học sinh. Việc này diễn ra ngày 3 tháng 1, tại đây bà S được yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng vì nói xấu là mất uy tín, danh dự của trung tâm. Biên bản trên do bà Nga viết tay và được bà Đinh đóng dấu đỏ của công ty Giang Sơn. Bà S cho biết bản thân không có số tiền nộp phạt lên đến 50 triệu đồng nên đã liên tục van xin, khóc lóc, kể về hoàn cảnh của mình nhưng không được chấp thuận và bị ép phải ký tên vào biên bản nộp phạt. Bà S được yêu cầu phải nộp đủ số tiền còn lại vào ngày 17 tháng 2 âm lịch, tức ngày 26 tháng 3 năm 2024, nếu không sẽ cho người đến nhà và thu thêm tiền. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.